Những cái ba lô trong suốt rất là có lợi cho mèo. Chà, bữa nay mới có mùng 8 mà sao trời lạnh dữ thần vậy ta? Ở ngoài chuồng con dẻ hơi bị lạnh rồi, mà mấy cái thảm của nó tôi lỡ giặt hết trơn. Giờ lấy đỡ cái này đi. Vô đi ra. Đi ra ngoài nè. Cho mượn cái phòng đi coi. Đây, 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 cho mượn cái phòng. Ui, thằng này nó không những nhây với mèo còn nhây với người. Chụp, như là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Quýt. Gì đây? Trời ơi, trời, bao lì xì nó xé. Chứ cái ba lô trong suốt vậy có lợi lắm nha quý vị. Để dành làm cái phòng cho mèo á. Dù mấy con mà nó sống ở ngoài mà gió nhiều á, cho nó chui vô cũng ấm lắm. Trời lạnh thiệt nha. Tôi để sẵn cửa vậy nè. Con nào lạnh quá tự động mở cửa chui vô. Cái này đầy đủ hết trơn rồi đó. Đứa nào sung quá chạy ra sân. Trời trời trời, con gắn mối ông nội rồi. Con gắn mối con hồi đời nào vậy? Ôi. Đây, toàn cảnh không một con mèo nào ở đây hết. Chui vô phòng dưỡng lão hết. Này sướng rồi. Có màn che rồi có ổ chui đàng hoàng. Nó có lạnh quá rồi có con chui vô cái ổ chung cư ha. Rồi có đứa thì chui lên trên kia ha. Dẻ nè. Tôi có cho nó một cái nhà dành chui. Ở nhà bữa nay giặt nó tiêu rồi. Xui ngay lúc trời lạnh. Rồi có lót cho nó hai cái thảm này nè. Và mở cửa này nó mè ra. Hai cái này chắc không xi nhê nha. Đứng đây một hồi thấy hơi lạnh lạnh rồi đó. Thôi hai đi xuống nè anh hai ơi. Xuống đây. Dọn dẹp đây. Đây, 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 đây. Cho dẻ đây. Những cái ba lô trong suốt rất là có lợi cho mèo. Nó có thể nhìn phong cảnh bên ngoài. Nhất là những con thích đi phượt. Tôi không nói những con nhát nha. Nhưng con dẻ nó khoái ngồi mấy cái trong suốt như nè. Thứ hai là làm cái phòng cho mèo. Mà khi nó chui vô đây á, nó nghe tiếng động tịnh, nó thấy xung quanh, nó có thể nhìn bao quát mọi nơi. Mà nếu ba lô không trong suốt đi, nó nghe động tịnh nó phải chui ra chui vô. Vô đi dạ. À quên, lót thêm cái nệm nằm ha. Vừa đi chơi mà vừa làm phòng. Ai trời trời, mấy con quỷ này nó dậm vô em nè. Mấy quỷ mày khai thúi. Ôi, cái thảm mới to anh lót vô. Rút kinh nghiệm. Đồ cho dễ xài, không nên mua đồ trắng. Áo trắng thì được chứ đồ mà nó dặm mà đồ trắng uổng quá. Chui vô coi. Quá wow, một cái phòng. Quá trời có lợi đi. Nếu như tôi mua ba lô mà không trong suốt đi, nó chui vô nó làm gì mình đâu biết. Ở trong này vừa ấm mà vừa nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Ủa mà để đây hơi chổi đúng không? Nên phong xuống. Ở đâu sao? Được mà. Vậy thì cái chén cơm trời ơi ăn mà đổ. Ai 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 ai, cái này dành chui phải leo con. À dạ, tôi không biết trời lạnh nha. Bước ra bậy cái thú thấy ủa sao bậy khế nó mất tiêu hết trơn rồi. Chui vô nhà dưỡng lão nằm hết, chứng tỏ trời lạnh cái sực nhớ tới con này. Ồ bữa nay mình mới đem cái nhà của nó đi giặt hên á. Có thể kịp mới đưa cho nó cái phòng này đó nha bà con. Ê, quên chỉ cho mọi người, nhất là những người mới nuôi mèo á. Muốn biết con mèo có lạnh hay không, gờ vô cái lỗ tai nó nha. Cái lỗ tai là 1, tai chân là 2. Đó, những cái chỗ đó, nếu mình gờ vô cảm thấy nó lạnh lạnh là con mèo đang lạnh á. Nhìn cái lông của nó, cái lông mà nó hơi xù xù lên. Đang lạnh nha quý vị. Kiểu như lạnh quá, cơ thể nó hơi phản ứng tí xíu ấy. Mà con này chưa đến nỗi xù lông nha. Quỷ dẻ nên chuyên gia nằm ở dưới, hầu như không nằm ở trên đâu. Nè, ba lô là người ta sẽ thiết kế những cái đồ che nắng nha. Dù mà có nắng quá là có những cái che này nè. Mà nếu có nhu cầu che nhiều hơn thì mình xăm miếng vải, mình chùm lên. Có gì đâu. Nó thiết kế y như cắm trại luôn thấy chưa. Rồi cuốn lên vậy nè. Cái bầy khay thúi thì biết là lấy cái tay dạch lên rồi chui vô. Còn dẻ chắc mới vô chưa biết đâu. Tao để dưới cho mày nằm nha. Quỷ này. Ê, chó, 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 chó. Nó thấy kéo ba lô xuống giật lại nha quý vị. Không muốn kéo ba lô đi nha. Sợ lạnh á. Hồi xưa tới giờ cái chuồng cũng nằm ở dưới không à. Ấy cho cho cho. Nè nè, tôi để cho mày nằm nè. À, để sẵn cái lỗ hở chui vô đi. Ôi sung sướng quá, có khác gì một cái nhà mini cho mày đâu dẻ. À thôi thôi, đừng có giả bộ nha. Chui vô.
chưa? Sung sướng chưa? Nhất là những con mèo mà thí dụ mà nó có bệnh hoạn hay gì á, mà sắm một cái phòng này cho nó nè, mà nó thể quan sát theo dõi, thấy không? Nó chui vô cái nó có chảy gàn hay sổ mũi gì không? Nhìn thấy dễ. Trời ơi, siêu có lợi luôn á bà con. Mà đối với những con nhát, những cái đứa như con khè, con mèo không muốn ai nhìn thấy nó thì nó sẽ không thích cái bao trong suốt đâu. Thích những cái chỗ kín đáo, cũng tùy mèo thôi. Mà đối với cái con quỷ này là êm, hay là cái thúi con nhỏ mấy con nhiều chuyện á, thích nằm trong ba lô trong suốt này lắm. Từ nay con vẽ chính thức ở trong cái chuồng bự này 4 triệu mấy đó, gần 5 triệu. Ủa gì vậy? Trời trời, mới đây ngã ba lô rồi. Có nào quậy với thằng mày? Muốn vô chuồng đen lại không? Ở chuồng đen lại cho con mèo với con khè quá. Kiểu như nó đen đen á, nó tưởng tượng như không ai thấy hay sao. Có gì tùy mèo ha. Mấy con thích kín đáo sẽ chọn mấy cái kín đáo, còn mấy con mà hướng ngoại như là con quỷ này, khoái cái này. Để đây tạm, để tính sau ha. Vẽ từ một cái chuồng, từ cái chuồng siêu nhỏ như vậy, rồi lên cái chuồng này, rồi lên chuồng này. Chuồng này cái chuồng cuối cùng nha, không có lên nữa đâu. Nó cái chuồng cuối cùng này xong, nếu ổn ổn thì đi qua chiều đại cái thúi, ra vô chơi thôi. Chùi vô, chứ ba lô xịn đó nha. Cái ba lô mà giỡn giỡn nhắc bành sớm đó. Rồi trời lạnh chui ngủ đi nha con. Kêu dễ dễ là nó tưởng đâu đi chơi cái gì nha. Giờ này 2 giờ khuya đi chơi cái gì. Thấy con nào mà đi ngang chuồng á, nhào nhào vô hoài. Đâu, muốn hụ đực nha quý vị. Oh no. Láo à. Bố láo thiệt chứ. Đó. Con đực nó nhiều chuyện. Thấy ba lô mới của con vẽ á, lại gần tìm hiểu. Còn cái thằng đốm này chạy lên nóc nhà kêu về không về, tại thấy con khế ra ngoài á bà con. Tuy là con khế không nhìn thấy nó mà nó chạy trước. Sợ con khế thì cỡ đó. Mà tôi đưa con khế vô chiều đại khế thúi rồi mà kêu nó không về nha. Đứng trên nóc nhà ngóng đợi tới khuya mới chịu vô. Trời ơi nó nhát. Nó đề phòng giả mang thiệt. Mà bước vô đây nó đi vòng vòng ngóc ngách, nó hửi coi con khế có núp ở đâu hay không. Khổ thân. Tính ra con đốm giống vẻ nha. Xài lại đồ cũ của khế thúi không. Tất cả những món đồ mà con khế không xài không chơi là quăng vô khon đốm. Là con vẽ đó được xài cái ba lô trong suốt, rồi mấy cái chuồng này nọ đồ. Mà đồ cũ của khế thúi không phải đồ giảm nha. Đồ tốt không đó. Mà được xài đồ của chiều đại khế thúi là một vinh hạnh rồi đúng không? Vinh hạnh đối với những con mèo nồi vẽ hay là thùng rác rồi. Ngủ đây. Động sợ không? Ủa mà quên, chỗ ngủ của mày ở dưới. Ở trên cái ghế này hoài không gài. Ở cho có kia. Thôi, nó làm nó xỉu không nội. Có kìa. Trời ơi, con khế với con đốm này cũng đấu trí dữ lắm đó. Con khế chạy vô phòng tôi không thấy con đốm, lần sau có cơ hội nó không chạy vô phòng tôi mà chạy thẳng vô phòng kho. Mà con này thấy con khế bước vô phòng tôi là bữa sau trốn phòng khác liền. Hai đứa đấu qua đấu lại nha quý vị. Coi ta chân nè. Ôi bữa nay cái chân sạch hơn bình thường nha. Vô đây cho đụng tay đụng chân, chứ ở ngoài là never. No. Nó nằm ngửa nó kìa. Ít khi thấy đốm nằm ngửa nha quý vị. Thì bắt đầu học theo cái thúi rồi. Nè nha, tôi đuổi nó đi nè. Anh đi xuống đi. Nó làm như là xỉu rồi. Tao xỉu rồi, tao không xuống nè. Thấy không?